Mình đang đứng trước cổng mẹ Nam Hải. Hiện tại bây giờ là 4 giờ sáng. Cũng có bà con khắp phương đến đây để mà thăm viếng mẹ Nam Hải. Hiện tại mình đang trên đường đi vào bên trong mẹ. Đây là ở phía bên trong mẹ Nam Hải nha cả nhà. Mình đi tham quan xung quanh mẹ Nam Hải rồi mình quay hết toàn bộ khung ảnh ở đây để các nhà cùng xem nha. Đây là tượng mẹ Quan Âm Phật Đài đặt ngay chính giữa hai bên chánh điện hướng ra biển Đông nha cả nhà. Mẹ Nam Hải nằm ngay cái bờ biển Bạc Liêu. Tượng mẹ hướng về biển Đông. Mẹ Nam Hải rất linh thiêng, cho nên thu hút rất nhiều bà con thập phương đến đây để mà thăm viếng mẹ Nam Hải nha cả nhà. Hiện tại là 4 giờ sáng. Có một số bà con đang đến và đã đến thăm viếng mẹ Nam Hải. Hiện tại thì lượng khách bà con thập phương đến đây ngày đông. Mình quay ngay tượng Quan Âm Phật Đài, xong rồi sau đó mình mời cả nhà tham quan hai bên chánh điện mẹ Nam Hải này nha. Đây là chánh điện ở bên trái và bên phải nha cả nhà. Thì tượng mẹ Quan Âm Phật Đài đặt ngay chính giữa của hai bên chánh điện. Còn phía bên đây là cũng chánh điện nằm đối diện nhau, hai bên chánh điện nằm đối diện nhau nha. Tượng mẹ Quan Âm thì ngay chính giữa hai bên. Thì tượng mẹ hướng ra biển Đông. Thì mình đi tham quan chánh điện bên đây trước nha. Trước cửa chánh điện có đặt hai vị tượng thần. Giờ xin mời cả nhà vào bên trong chánh điện nhất bên đây để mà tham quan bên trong nha. Hiện tại là 4 giờ sáng nên cũng rất ít bà con đến thăm viếng. Thì gần sáng đó cả nhà, gần sáng bà con đến đây rất là đông. Mình cũng mới vừa tới đây thôi nên mình tranh thủ quay một video để cả nhà cùng xem. Đây là bên trong chánh điện. Còn đây là phía sau lưng mẹ, phía sau tượng Quan Âm Phật Đài. Còn phía bên đây là chánh điện thứ hai. Bây giờ mình tới ngay tượng mẹ, mình quay cận cảnh đến cả nhà cùng xem nha. Phía sau tượng mẹ Quan Âm có một tượng được đặt trong lồng kiến. Tượng cũng là tượng Quan Âm nha cả nhà, mà tượng này nó bốn mặt. Mình quay cận cảnh tượng Quan Âm bốn mặt này cả nhà cùng xem nha. Thì cái tượng này khi mà mình từ ngoài cổng bước vô là mình thấy cái tượng Quan Âm bốn mặt này trước nha cả nhà. Từ sau đó tượng mẹ đặt phía sau hướng ra biển Đông. Đây là khung ảnh của tượng mẹ đặt trong lồng kính tượng bốn mặt. Còn đây là bà con đến để mà thăm viếng mẹ, chuẩn bị hoa quà để mà viếng đến mẹ. Còn đây là phía chánh điện cũng bên hông mẹ, chánh điện thứ hai nữa cả nhà.
trong quá trình quay video có gì thiếu sót xin cả nhà thông cảm nha. Và cũng đừng quên cho một lượt đăng ký để ủng hộ nha cả nhà. Rồi mình quay bên ngoài, rồi sau đó mình sẽ đi vào bên trong chánh điện thứ hai để tham quan bên trong chánh điện thứ hai nha. Rồi mình đi vào bên trong chánh điện thứ hai. Rồi mình quay bên trong chánh điện này xong, mình xin phép tạm dừng video nha. Cảm ơn cả nhà mình cùng theo dõi video này nha. Rồi chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà, hôm nay xin mời cả nhà cùng mình đi tham quan thiền viện Trúc Lâm ở Thoại Sơn, An Giang nha. Thiền viện Trúc Lâm này nằm tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hiện tại mình đang đứng ở trước cổng, quay dạo xung quanh ở bên ngoài xong, sau đó vào bên trong cùng mình đi tham quan thiền viện Trúc Lâm này nha. Xin mời cả nhà. Ở đây là khuôn viên thiền viện Trúc Lâm, trước mặt chúng ta là tòa chánh điện thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm này vừa được khánh thành trong năm nay nha cả nhà. Trước khuôn viên này rất là nhiều cây cảnh và hoa kiển rất là rộng lớn. Và điều đặc biệt hơn nữa ở thiền viện Trúc Lâm này và được bao bọc bởi hồ Ốc Eo, một trong những hồ rất là nổi tiếng hiện nay ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang này nha cả nhà. Và hồ Ốc Eo này là một trong những nơi điểm đến thu hút khách du lịch rất là nhiều, được bao bọc ở phía sau ở thiền viện Trúc Lâm này. Hiện tại mình đi tham quan ở thiền viện Trúc Lâm trước, sau đó mình ra phía sau tham quan hồ Ốc Eo. Xin mời cả nhà cùng tham quan cùng mình nha. Khi xem video có gì thiếu sót xin cả nhà thông cảm nha. Và cũng đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Đây là toàn cảnh bên ngoài thiền viện. Rồi đây là hồ Ốc Eo. Hồ Ốc Eo này nằm phía sau thiền viện và bao bọc từ phía bên đây sang phía bên kia luôn. Hồ Ốc Eo này cũng khá là lớn nha. Hồ Ốc Eo này là được hình thành nên từ việc lấy đá nha cả nhà. Lấy đá xây nhà, lấy đá làm đường á, thì trải qua nhiều năm lấy đá thì tạo nên hồ Ốc Eo như thế này. Và hiện nay hồ Ốc Eo này cũng khá là nổi tiếng, thu hút rất là nhiều khách du lịch tham quan đến đây cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây cả nhà. Bên cạnh đó có thiền viện Trúc Lâm nằm sát cạnh luôn. Khuôn viên thiền viện Trúc Lâm này rất là rộng, rất là nhiều cây cảnh và hoa kiển nè. Hồ Ốc Eo nằm phía sau thiền viện này và nằm ráp với thiền viện luôn. Chúng ta đứng đây là nhìn thấy hồ Ốc Eo. Thì hiện nay thiền viện Trúc Lâm này được thu hút rất là nhiều khách tham quan cúng viếng đến đây. Rồi phía trước mặt là chánh điện thiền viện. Rồi mình quay bên ngoài xong, sau đó mời cả nhà vào bên trong mình tham quan chánh điện thiền viện này nha. Đây là phía bên trong chánh điện thiền viện Trúc Lâm. Hôm nay mình đi cũng là ngày chủ nhật, cũng khá là đông bà con du khách đến đây, trước là tham quan, sau đó vô cúng viếng thiền viện này. Mình quay bên đây xong, sau đó mình sẽ ra phía sau mình quay khung cảnh hồ Ốc Eo cho cả nhà cùng xem nha. Thiền viện Trúc Lâm hiện nay vẫn là một cái điểm du lịch cũng
rất là nổi tiếng ở huyện Thoại Sơn này nha cả nhà. Hôm nay chủ nhật cũng rất đông bà con du khách tham quan, do đó đến khu viếng thiền viện Trúc Lâm này rất là đông. Đây là con đường đi ra phía sau hồ Ốc Eo. Mình quay ở đây xong sau đó mình ra hồ Ốc Eo mình tham quan nha. Xe du lịch đậu rất đông. Phía trước mặt chúng ta là hồ Ốc Eo nha cả nhà. Đây là hồ Ốc Eo. Hồ Ốc Eo này được bên các nhà sư nuôi cá rất là nhiều ở dưới hồ này nha. Đây là khung cảnh hồ Ốc Eo. Hồ Ốc Eo này nằm sát cạnh với thiền viện luôn. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ Ốc Eo này cả nhà, rất là đẹp. Cá rất là nhiều ở dưới hồ luôn. Hồ Ốc Eo này là do nhiều năm khai thác đá đó cả nhà, rồi mới tạo nên lòng hồ như thế này và được thiền viện làm một khu du lịch rất là nổi tiếng hiện nay. Và bao bọc phía sau toàn bộ thiền viện này luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà xem video này nha. Thì cũng đừng quên đăng ký kênh theo dõi nha cả nhà. Cảm ơn rất nhiều.